Vu ca đám cưới lần 4 chẳng yên, chị Cano chở Nam Thư trên xe máy, phi thẳng vào bàn tiệc. Dương Lâm làm báo thủ hệ hướng ngoại, rôm rả giao lưu quan khách thay cô dâu chú rể. Hai tiệc xương xương cô dâu đã thay hai bộ áo dài, ngỡ đâu thần tiên tỷ tỷ. Đi từ xa đến nơi đâu, nơi đó là hạnh phúc. Một đặc sản không thể thiếu trong hôn lễ của Kim Tuấn Kiệt và Puka chính là màn quẩy banh nóc của dàn sao Việt. Trong clip mới nhất do Huỳnh Lập đăng tải ở tiệc nhóm họ ở Đồng Tháp, nam diễn viên bất ngờ bật ngửa trước độ đại khách nhỏ gọn mà Puka tiết lộ. Cụ thể, anh hài hước chia sẻ Kim Pu nói sẽ tổ chức nhỏ gọn đám cưới ở Đồng Tháp. Tuy nhiên, trái với lầm tưởng của nhiều người, cô dâu chú rể vẫn đầu tư hoành tráng như thường. Không chỉ trang trí khung cảnh linh đình với dàn cổng cưới long phụng sum vầy hay phủ hoa sen khắp lối mà lượng khách mời cũng vô cùng đông đúc. Đặc biệt, dàn sao Việt lần lượt tề tựu đông đủ, ai nấy đều lên đồ bà ba, áo dài để phù hợp với quang cảnh sông nước. Spotlight nhanh chóng đổ dồn vào màn phi xe máy thẳng vào khu vực cưới của chị Cano cùng Nam Thư. Trong khi đó, Dương Lâm ăn cưới mà xuất hiện như sao hạng A, được bà con hò reo thích thú. Nam diễn viên cũng hài hước cosplay phong cách bụi đời nhơ bựa. Chiều ngày 15 tháng 11, hôn lễ đậm chất miền Tây của Kim Tuấn Kiệt và Puka đã chính thức hoàn tất. Sau giây phút mong chờ, cuối cùng tân lang tân nương đã xuất hiện trước quan khách và bạn bè gần xa. Trong khi Puka diện bộ áo dài trắng nền nã, kết hợp kiểu tóc mái lạ mắt thì ông xã vẫn giữ nguyên phong độ dù khoác trên mình trang phục đơn giản. Dù đã là lần thứ 4 tổ chức đám cưới nhưng cô dâu, chú rể không quên phát cầu lương bởi loạt khoảnh khắc nhìn nhau đắm đuối khiến ai nấy đều thích thú. Cô dâu còn chơi lớn khi mới giữa tiệc đã thay bộ áo dài màu hồng thướt tha khác. Nhiều người phải công nhận cho độ chịu chi của vợ chồng Kim Pu cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời này. Trước giờ tiến hành hôn lễ, khung cảnh trang trí nhà Puka đã tấp nập người qua lại. Cặp đôi lựa chọn lễ cưới đúng chuẩn miền Tây với cách bày trí rồng phượng từ hàng trăm quả cau tươi. Đặc biệt, cô dâu chú rể không quên sử dụng đặc sản Đồng Tháp là hoa sen làm loài hoa chủ đạo cho tiệc cưới lần 4 này. Để thắt chặt an ninh cũng như kiểm soát số lượng khách mời có mặt mà Kim Tuấn Kiệt và Puka chi tiền mạnh tay thuê hẳn dàn vệ sĩ giăng kín lối. Ngay từ sớm, dàn bảo vệ hơn 10 người đã có mặt canh gác ngay cổng trại rước đấy. Trong hai hôn lễ ở Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, người hâm mộ cười muốn ngả nghiêng với hàng loạt khoảnh khắc tấu hài và nhẹ bựa của dàn khách mời đến chung vui với cặp đôi trẻ. Đặc sắc nhất phải kể đến màn văn nghệ giải trí ở đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tham gia thử thách trò chơi của Kim Pu, tất cả mọi người đều dùng hết sức bình sinh để chiến. Lê Dương Bảo Lâm hàn học bóc phốt hai nhân vật chính lừa đảo, dụ nghệ sĩ tới mừng tiền cưới nhưng treo đầu dê bán thịt chó phần thưởng khiến tất cả quan khách cười ngả nghiêng. Đặc biệt, Minh Dự lần nữa chiếm spotlight Kim Pu khi mặc đồ bộ quầy đám cưới lần nữa. Anh không ngần ngại thay đồ màu sắc hoa lá cành để tăng thêm phần vui nhộn và giải trí cho hôn lễ. Nhưng tâm điểm chắc phải dồn về nữ ca sĩ Hòa Minzy. Đầu tiệc lộng lẫy như một nữ hoàng nhưng ngay sau đó đã xóa hết mình. Vui chơi quên lối về khi chẳng ngại ke đầu nhảy hip hop đến lăn lê bò trườn trên sân khấu. Trước đấy, ở hôn lễ ở Cam Ranh, sau khi thưởng thức tiệc tối cũng như vui ca cây nhà lá vườn thì dàn sao Việt tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ những khoảnh khắc được dự đoán bung nóc hơn nữa. Theo những khung hình được hưu lê tiết lộ, dàn nghệ sĩ bỏ quên hình tượng khi không ngần ngại mặc đồ hóa trang diêm dúa, thoải sức quẩy hết mình đêm nay cùng tân lang tân nương. Trên trang cá nhân, Huỳnh Lập nhá hàng nhiều khung hình lầy lội của anh em nghệ sĩ trong tiệc hồ bơi ở đám cưới Kim Pu. Mặc dù anh đã quấn khăn từ đầu đến đuôi để tránh làm nạn nhân rơi xuống hồ nhưng vẫn không thoát được sự nhây bựa từ đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ hài bị bỏ vào giỏ và quăng mạnh xuống nước khiến khán giả cười muốn nội thương. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.